chương 311, nhanh chóng tới rồi cổ nguyệt. Tiêu Trường Hà bị Diệp Bắc một ngụm cắn nuốt, đến tử vong kia một khắc, mới ý thức được đến tột cùng là vì cái gì. Mà Diệp thị tập đoàn phía dưới. Những cái đó công nhân nhóm đối mặt Diệp Bắc uy hiếp khi, tuyệt đại đa số người đều phi thường thông minh ngồi xổm góc tường, thân thể run bần bật, không hề chạy trốn. Mà cũng có một ít công nhân tự cho là thông minh, căn bản không nghe Diệp Bắc mệnh lệnh, điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng kết cục chính là những cái đó chạy trốn người, toàn bộ đều bị chung quanh biến dị lũ giả thú cắn nuốt. Mặt khác một bên. Đông Hải, vùng ngoại thành, biệt thự trung. Cổ Nguyệt, ta cảm nhận được vương hơi thở, nếu không sai nói, hắn hiện tại liền ở Đông Hải thị. Trong đại sảnh, Khuyết Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, đôi mắt trừng lớn, trong ánh mắt toàn bộ đều là hưng phấn cùng cùng nhiệt, làm dịp bắt sứ đồ, hắn trời sinh liền cùng dịp bắt có phi thường thần bí liên hệ. Cái gì? Nằm ở trên sofa cổ Nguyệt nghe được lời này, đương trường nhảy dựng lên. Trong khoảng thời gian này, cổ nguyệt rất ít đi công ty mỗi ngày làm được nhiều nhất nhiều nhất sự tình chính là lên mạng tìm tòi về diệp bắt sự tình mà lần này bảy giáp cản thời gian diệp sơn bên kia vì chạy trốn căn bản là không có đi thông tri cổ nguyệt hơn nữa tín hiệu bị cắt đứt biến dị giả thú đàn còn chưa đi vào vùng ngoại thành phạm vi cho nên cổ nguyệt cũng mới vừa từ huyết nguyệt bên này được đến tin tức huyết nguyệt thanh âm run rẩy nhất định là vương hơi thở tuyệt đối không có sai khoảng cách một năm rưỡi phía trước ta cảm giác được vương hơi thở ít nhất tăng lên một trăm nhiều lần đều không ngừng hắn trở nên càng cường đại hơn. Ngay cả nhân loại vũ khí hạt nhân đối hắn đều không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn. Thật sự tới. Cổ Nguyệt ở ngay lúc này, thanh âm có chút khàn khàn. Gần một năm nữa a. À. Lúc trước từ dịp bắt tử vong tin tức truyền đến, cổ Nguyệt cảm giác toàn bộ thiên đều sụp hạ, lại đến huyết Nguyệt xuất hiện, biết được dịp bắt cũng không có tử vong sau hưng phấn, lại tới biết dịp bắt biến thành một cái mảng xà mờ mịt cùng nghi hoặc trong lúc này không có bất luận kẻ nào có thể lý giải nàng cổ nguyệt trong lòng biến hóa có bao nhiêu phức tạp. Thật sự tới, cổ nguyệt, ta hiện tại liền qua đi tìm vương. Ngươi đi sao? Huyết nguyệt gấp không chờ nổi. Ta! Làm ta ngẫm lại. Cổ nguyệt nghe được, tại đây mấu chốt một thắt lại là chần chờ. Phía trước nàng ngồi ở huyết nguyệt trên người, đi trước đại Tây Dương, thậm chí còn uy hiếp quá phi cơ. Chính là, đương chân chính muốn lập tức nhìn thấy việc bắt thời điểm, tâm tình của nàng phức tạp tới rồi cực điểm. Tí tách. Tí tách. Thời gian một giây giây quá khứ, biệt thự trên vách tường đồng hồ quả lắc không ngừng phát ra tí tách thanh âm. Mờ mịt, nghi hoặc, kiên định. Đi qua ước chừng một phút sau, cổ nguyệt ánh mắt lúc này mới trở nên vô cùng kiên định, ở huyết nguyệt chờ mong trong ánh mắt, nàng cắn cắn môi, nếu thật là hắn nói, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, ta tâm đều tuyệt đối sẽ không thay đổi. Huyết nguyệt, mang ta đi thấy hắn đi. Nói chuyện khi, trong miệng thật sâu hít một hơi. Hảo. Huyết nguyệt mở ra cánh xôn sao. Đương cổ Nguyệt ngồi đi lên, hơn nữa nắm chặt sau, huyết Nguyệt trực tiếp kích động đi lên cánh, hướng tới biệt thự bên ngoài phóng đi. Thân thể đâm nát cửa sổ sát đất. Những cái đó bảo hộ ở biệt thự bên ngoài huyết ưng nhóm, lập tức theo lại đây. Ngao. Lao ra biệt thự, nhảy liền bay đến không trung một ngàn nhiều mễ vị trí, trong miệng phát ra vang vọng phía chân trời trường minh. Diệp thị tập đoàn, cao ốc. Diệp bắt thân thể quấn quanh tại đây tòa cao ốc phía trên, cắn nuốt rất tiêu trường hà sau, hắn đem tinh thần lực lĩnh vực thu hồi, những cái đó biến dị giả thú đàn nhóm làm việc phi thường hoàng mỹ, hoàn toàn vân chịu diệp bắt ý chí, không cần phải lại tiếp tục kiến thức. Mà phàm là cùng chính mình quen biết tất người, đều bị biến dị giả thú đàn nhóm bắt lên, chờ chính mình phán quyết. Tử vong hơi thở, như cũ đang không ngừng bao phủ thành phố này. Bá bá bá. Thu hồi tinh thần lực lĩnh vực diệp bắt, chậm rãi đem ánh mắt tập trung ở cao ốc góc ngồi sổng những cái đó công nhân nhóm. Lấy hắn hiện tại thân hình, nhìn những người này thời điểm, liền giống như xem con kiến giống nhau. Đừng, đừng giết ta. Ta, ta cái gì cũng không biết, ô ô. Cầu ngươi đừng giết ta. Tiêu yên nhiên làm công ty cao lãnh cường thế chủ quản, giờ phút này ngồi sổng góc tường, thân thể không ngừng phát trung, sắc mặt trắng bệch, trong miệng thanh âm không ngừng, nửa giờ phía trước, đông hải thị đều còn một mảnh phồng hoa, loại này nghiệp chuyển biến hóa, làm nàng căn bản vô pháp phản ứng lại đây. Triệu Giang, tâm miệng, ngươi muốn hấp dẫn này quái vật lực chú ý sao? Ngồi sổng nơi này, không cần nói chuyện, gia hỏa này quá lớn căn bản sẽ không chú ý tới chúng ta, chờ hắn rời đi sau, chúng ta liền an toàn. Trong công ty, Triệu Giang vẫn luôn là tiêu yên nhiên cấp dưới, ngày thường nhìn đến nữ thần, thanh âm giống như mũi, sợ hãi đến muốn mệnh, nhưng là hiện tại, lại là không chút thách khí quát lớn. Này quái vật có thể nói chuyện, hắn là có trí tuệ. Vừa rồi không có giết chúng ta, chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn phối hợp, liền có sống sót hy vọng. Không, hắn nhất định sẽ giết chết chúng ta. Liền cùng chúng ta sát gà sát vịt sát cá, thậm chí giẫm chết con kiến giống nhau, chúng ta tại đây quái vật trong mắt cùng con kiến không có bất luận cái gì khác nhau vậy ngươi chạy a à? chung quanh toàn bộ đều là quái vật triệu giang cùng tiêu yên nhiên bên cạnh còn tụ tập không ít công nhân nhóm bọn họ thứ nhất mỗi người nhỏ giọng nói tận thế đương nhân loại đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm biểu hiện ra ngoài mặt khác một mặt thật đúng là có ý tứ diệp bắc chỉ là hơi chút quét mắt liền phát hiện những việc này suy suy phun màu đỏ tươi tinh tử diệp bắc há mồm thanh âm trầm thấp nói, hiện tại toàn bộ Đông Hải thị thông tin đã bị cắt đứt, nhưng là mạng cục bộ lạc có thể sử dụng, các ngươi đều là Diệp thị tập đoàn tinh anh, không ít người càng là máy tính cao thủ, cho các ngươi 5 phút thời gian, ta muốn cho toàn bộ Đông Hải thị sở hữu máy tính, trên đường phố màn hình lớn, cùng với TV trung, đều có thể đủ xuất hiện ta thân ảnh, ta muốn cùng thành thị này mỗi một người nhân loại tiến hành giao lưu. Diệp Bắc thanh âm trực tiếp ở này đó công nhân nhóm trong đầu vang lên. Là là, xài nói chuyện. Đám công nhân này nhóm, tất cả đều hoảng sợ đến không được nhưng là trong đầu căn bản là không có thời gian đi tự hỏi nhiều như vậy không ít người chạy trốn thời điểm còn cổng laptop xôn xao lần này phàm là mang theo máy tính người nhanh chóng móc ra bùng bùng gõ nổi lên bàn phím mặt khác một bộ phận người còn lại là bắt đầu ánh mắt bắn phá trên vách tường mặt tuyến lộ ngắt lời đối mặt tử vong uy hiếp khi những người này đem chính mình mới có thể toàn bộ đều phát huy tới rồi nhất cực hạn một phút hai phút ba phút đám công nhân này nhóm, trên trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, trên người quần áo cũng đều bị mồ hôi sở sũng nước. Diệp bắt quấn quanh ở cao ốc chung quanh, lúc này mới lại lần nữa đem tinh thần lực lĩnh vực phóng thích. Ân. Ừ. Chỉ là, lĩnh vực vừa mới phóng thích, một hình bóng quen thuộc liền xông vào hắn tầm mắt bên trong. Chương 312, Đảo quốc đặt công tiểu đội. Không trung, một con thuyền phi cơ trực thăng thượng đang ở nhanh chóng hướng tới Đông Hải thị chạy về Lý Trung Quốc, sắc mặt lạnh băng. Thủ trưởng, vừa rồi chúng ta đã được đến xác thực tin tức, 21 giá chiến đấu cơ toàn bộ cất cánh, chúng ta hy sinh phi công tổng cộng 7 tên, mặt khác 14 danh phi công bị đánh bất tỉnh. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tại tiến hành. Điện thoại trung, kính xuyên thanh âm vô cùng nghiêm túc, bất quá thủ trưởng, làm như vậy, một khi những cái đó đặt công nhóm đem chiến đấu cơ khai hồi đảo quốc nói, đối chúng ta mà nói là tổn thất thật lớn a. Hô! Phi cơ trực thăng thượng, Lý Trung Quốc nghe xong lời này, thật sâu hít một hơi này đó chiến đấu cơ toàn bộ đều có đặc thù máy định vị hơn nửa bên trong du trước đó an bài hảo phi không ra hoa hạ quốc yên tâm đi chuyện này ta đều có đúng mực mặt khác nhớ kỹ chuyện này tuyệt đối bảo mật là thủ trưởng thông tin cắt đứt tuy rằng đông hải thị sở hữu tín hiệu đều bị khống chế nhưng là quân đội bên này tín hiệu là hoàn toàn độc lập cũng không chịu ảnh hưởng đây là toàn thế giới các đại quốc gia sở thống nhất rốt cuộc nếu thật sự khai chiến liền quân đội tín hiệu đều đoạn rớt khi còn như thế nào chơi nhân loại, cũng không ngốc. Chỉ là quá mức thông minh. Đường điện thoại cắt đứt sau, Lý Trung Quốc xuyên thấu qua phi cơ trực thăng cửa sổ, nhìn bên ngoài, trong ánh mắt càng thêm thâm thúy lên, hy vọng những cái đó biến dị lũ giả thú có được cũng đủ nhiều trí tuệ đi. Mượn đảo quốc đặt công tay, đối bọn họ tiến hành công kích, không những có thể thử ra biến dị lũ giả thú rốt cuộc rất mạnh, còn có thể đem mâu thuẫn chuyển dời đến đảo quốc bên kia đi. Đáng tiếc chính là, khi sinh bảy tên ưu tú phi công, này bút trướng, có cơ hội nói, ta nhất định phải tìm đảo quốc phải về tới lẩm bẩm tự nói là lúc lý trung quốc lại lần nữa gọi nổi lên điện thoại từng điều mệnh lệnh từ hắn bên này hạ đạt đây là quấn quanh ở cao ốc thượng khi diệp bắt hai mắt đột nhiên trừng lớn lên tinh thần lực lĩnh vực dưới hắn rõ ràng thấy được một cái vô cùng quen thuộc nữ nhân một thân màu trắng váy liền áo vô cùng miệng màng trắng tinh da thịt một đầu đen nhánh sắt tóc dài ở trong gió lay động khóc mắt hơi hơi đỏ lên mà ở nữ nhân này phía dưới còn lại là không ngừng múa may cánh huyết nguyệt một năm rưỡi thời gian cuối cùng là lại lần nữa thấy được chính là hiện tại chủng tộc chi gian sai biệt chú định rất nhiều chuyện đều không thể lại giống như phía trước như vậy cổ nguyệt suy suy dịp bắt phun màu đỏ tươi tinh tử trong miệng lẩm bẩm nói xích chỉ là liền tại đây thanh âm rơi xuống nháy mắt hắn trong ánh mắt trực tiếp hiện lên vô cùng lạnh băng quang mang xôn sao? bởi vì ở huyết nguyệt chung quanh không trung hơn 20 giá ẩn hình chiến đấu cơ xuất hiện, này đó chiến đấu cơ tốc độ cực nhanh, siêu việt vận tốc âm thanh, trực tiếp xông vào chính mình lĩnh vực bên trong, hơn nữa bọn họ thế nhưng là đem mục tiêu nhắm ngay huyết nguyệt cùng cổ nguyệt. Tinh thần lực lĩnh vực hạ. Diệp bắt nháy mắt liền đem này đó ẩn hình chiến đấu cơ tình huống nhìn thấu. Tổng cộng có 21 giá. Phân thành 3 cái tiểu đội, mỗi cái đội ngũ 7 giá. Mỗi một trận chiến đấu cơ trung, gần chỉ ngồi một người người điều khiển, da vàng, ánh mắt lạnh lùng, thông qua chiến đấu cơ trung trí năng thao tác hệ thống, này đó người điều khiển nhóm làm này bảo trì tốc độ siêu âm phi hành cơ hồ không có bất luận cái gì áp lực khó có thể tin a à. hoa hạ quốc ẩn hình chiến đấu cơ khai lên thật đúng là sản nếu không phải những cái đó bình thường quân nhân nhóm đều bị dọa choáng váng đại ý chúng ta căn bản không có cơ hội đem bọn người kia lộng tới tá điện thanh âm hưng phấn ánh mắt cuồng nhiệt thông qua tai nghe cùng những người khác câu thông bởi vì biến dị giả thú đang xuất hiện dẫn tới quân khu đại loạn mà nhận được đảo quốc thủ tướng mệnh lệnh nhóm đặc công sáng sớm liền ẩn nấp ở bên này thế nhưng phát rồ trộn vọc vào phi công phòng ngủ đem bên trong người toàn bộ giết chết sau đó từng người mở ra một trận chiến đấu cơ ra tới đặc công bất đồng với quân nhân bọn họ tàn nhẫn độc ác thủ đoạn xảo trá ngầm làm việc thuận buồn xuôi gió trộm chiến đấu cơ loại chuyện này đặt ở bình thường thời điểm thấp đảo quốc thủ tướng một vạn cái lá gan hắn cũng không dám làm nhưng là hiện tại bất đồng một thôn đầy mặt kích động trướng hồng cảm giác này cũng không tệ lắm đi bất quá thủ tướng mệnh lệnh thật đúng là không thể tưởng tượng đương đặc công nhiều năm như vậy, ta chưa từng có nghĩ tới lẻn vào một quốc gia, trộm một chi chiến đấu tốt máy bay. Nhà Tây. Mọi người đều chuẩn bị tốt, thủ tướng mệnh lệnh, là mặc kệ hy sinh loại nào đại giới, nhất định phải lộng một ít biến dị giả thú gian trở về làm nghiên cứu. Này liên quan đến đến chúng ta đảo quốc tồn vong, phía trước 7 giờ phương hướng, phát hiện phi hành biến dị thú, đại gia chuẩn bị tốt tiến công, tốt nhất đem này vây quanh, sau đó đánh hạ tới. Edoga làm lần này đặt công tiểu đội lâm thời đội trưởng, thực mau liền thông qua chiến đấu cơ radar, đem mục tiêu tỏa định ở huyết nguyệt trên người, trong miệng vô cùng kích động nói. Là. Hải. Đội trưởng, ta cảm thấy trực tiếp đối thành thị này chiến đấu tương đối hảo. Phía dưới biến dị giả thú càng nhiều. Bác ca, ngươi ngu ngốc sao? Chúng ta hiện tại là trộn được chiến đấu cơ, tuy rằng chung quanh tín hiệu bị cắt đứt, nhưng là này cũng không đại biểu hoa hạ quốc thật sự mặc kệ, một khi chúng ta làm ra thương tổn nhân loại sự tình, tuyệt đối vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Edoga rống giận hải đội trưởng thực mau này đó đảo quốc đặt công nhóm liền đạt thành nhất trí ý kiến lấy tốc độ siêu âm hướng tới huyết nguyệt phương hướng phóng đi chỉ là bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được vừa rồi bọn họ đối thoại còn có kế hoạch toàn bộ đều bị diệp bắt nắm giữ đến rành mạch đảo quốc người diệp thị tập đoàn cao ốc thượng diệp bắt phun màu đỏ tươi tinh tử trong ánh mắt lại là phát ra ra vô tận sát ý bọn người kia nhóm thật đúng là đủ điên cuồng bất quá bọn họ sai liền sai ở đem chú ý đánh tới không nên đánh nhân thân thường, mặc kệ chuyện này rốt cuộc là ai ở phía sau màn sai sử, đều chắc chắn trả giá nhất thảm trọng đại giới. Hô hô! Tinh thần lực lĩnh vực phóng thích. Ngay sau đó, đó là đem huyết nguyệt còn có ở Đông Hải thị biến dị giả thú đàn nhóm cấp bao phủ đi vào. Có thể phi hành biến dị lũ giả thú khá tốt, hiện tại không trung lại xuất hiện rất nhiều chiến đấu cơ, ta mệnh lệnh các ngươi, đem bên trong người điều khiển nhóm toàn bộ sống trảo. Diệp Bắc Hạ đạt điều thứ nhất mệnh lệnh. Có chút tiếc nuối chính là, hiện tại Diệp Bắc căn bản vô pháp phi hành, nói cách khác, tuyệt đối sẽ chính mình tự mình qua đi. Là. 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 Đang ở thành thị trung điên cuồng tìm kiếm đồ ăn cắn nuốt những cái đó biến dị loài chim nhóm, nghe được Diệp Bắc mệnh lệnh sau, lập tức trả lời. Vèo vèo vèo. Ngay sau đó, mấy trăm chỉ biến dị loài chim phóng lên cao, hướng tới 21 giá chiến đấu cơ phóng đi. Huyết Nguyệt, người chung quanh xuất hiện đại lượng chiến đấu tốt máy bay ta không hy vọng cổ nguyệt phát sinh bất luận cái gì sự tình, hiểu chưa? Liền tính ngươi chết, đây là dịp bắt phát đệ nhị điều mệnh lệnh, trực tiếp ở huyết nguyệt trong đầu vang lên. Người sau đang ở không trung cấp tốc phi hành. Đối với xuất hiện chiến đấu cơ, hắn tự nhiên là phát hiện. Là, vương. Nghe được dịp bắt mệnh lệnh, huyết nguyệt hai mắt một ngưng, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Làm dịp bắt sứ đồ, hắn thời khắc làm tốt vì dịp bắt trả giá tánh mạng chuẩn bị. Chương 313, vệ tinh theo dõi các quốc gia chấn động đảo quốc, thủ tướng phủ. Một cái thật lớn phòng họp trung, cơ hồ sở hữu đảo quốc cao tầng nhóm, toàn bộ đều hội tụ tại đây, thậm chí mấy ngày liền hoàng đô tự mình lại đây. Các vị, chúng ta ưu tú đặc công, đã thành công bắt cóc Hoa Hạ quốc 21 giá chiến đấu cơ, hơn nữa điều chỉnh thông tin tần suất, đang ở Hoa Hạ quốc trên không phi hành, tùy thời có thể đối biến dị giả thú đàn tiến công. Nói những lời này thời điểm Đảo quốc thủ tướng trên mặt còn lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Bắt cóc một quốc gia 21 giá chiến đấu cơ này thật là một kiện đáng giá cao hứng hơn nữa không thể tưởng tượng sự tình chỉ là gia hỏa này đến bây giờ mới thôi phỏng chừng nằm mơ đều không thể tưởng được này hết thảy căn bản chính là lý trung quốc cố ý làm những cái đó đặt công bắt cóc thủ tướng đại nhân chúng ta cùng hoa hạ quốc tuy rằng là kẻ thù truyền kiếp nhưng là làm như vậy thật dễ dàng khiến cho hai nước chiến tranh một khi làm cho bọn họ phát hiện là chúng ta việc làm sự tình liền phiền toái có người mở miệng nói chỉ là thanh âm vừa ra làm phái chủ chiến tiểu cùng giả liền nhảy ra mở miệng Đông Hải đang bị gần 10 vạn biến dị giả thú tiến công, này đó yếu đuối hoa hạ quốc, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Thậm chí tuyệt đại đa số hơi có quyền lực người, đều ở trước tiên lui lại, hiện tại hẳn là có phiền toái chính là bọn họ mới đúng. Bọn họ người không dám chiến đấu, chúng ta người hỗ trợ. Ta nghĩ không ra có cái gì không ổn. Tiểu cùng giả quân nói đúng. Việc cấp bách, chính là lấy được biến dị giả thú gian, tuy rằng hiện tại chúng nó đều ở hoa hạ quốc, nhưng là khó bảo toàn về sau không xuất hiện ở chúng ta quốc gia chỉ có biết người biết ta, mới có thể tìm được đối sách. Một người đảo quốc cao tầng đứng ra phụ hợp lại. Nhưng mà, đảo quốc thủ tướng nghe được lời này sau, trên mặt cơ bắp lại là không tự giác run rẩy vài cái. Biến dị giả thú gian. Mấy cái nguyệt phía trước, biến dị giả thú vừa mới xuất hiện khi, toàn cầu an toàn hội nghị trung, vô số quốc gia đều muốn đạt được này ngoạn ý. Chính là sử dụng như vậy nhiều thủ đoạn, hy sinh như vậy nhiều người, không có bất luận cái gì quốc gia được đến. Chuyện này, đều bị tản ra quỷ dị. Mễ Quốc. Nhà Trắng, Kim Mao Tổng thống, vẻ mặt âm trầm ngồi ở ghế trên. Bên cạnh đứng toàn bộ đều là hắn các phụ tá. Tổng thống các hạ, này đảo quốc thật đúng là điên cuồng a, à, căn cứ chúng ta được đến mới nhất tình báo, bọn họ đặt công thế nhưng chạy đến Hoa Hạ quốc quân khu trộm 21 giá ẩn hình chiến đấu cơ, ở Hoa Hạ quốc Đông Hải đối những cái đó biến dị giả thú khai hỏa. Một người ăn mặt tây trang, trạm thẳng tắt phụ tá, chậm rãi mở miệng. Hoa Hạ quốc chính là quân sự đại quốc, đảo quốc những năm gần đây liền quân sự cơ sở đều không có, bọn họ trộn được chiến đấu cơ. Nào có đơn giản như vậy, chuyện này bên trong khẳng định còn có cái khác nguyên nhân. Có người mở miệng, đưa ra chính mình ý kiến. Thanh âm vừa ra, lại có người mở miệng, Hoa Hạ quốc cùng chúng ta, khoảng cách quá xa, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Đảo quốc ra tay nói, cũng là thực không tồi. Chúng ta có thể không tràn buộc trợ giúp Đảo quốc, đến lúc đó liền tính Hoa Hạ quốc bất mãn, cũng chỉ có thể đem lửa giận toàn bộ trút xuống ở Đảo quốc trên người, hơn nữa Đảo quốc đạt được đồ vật bọn họ không dám chẳng phân biệt chúng ta một phần. Điều chỉnh vệ tinh, thời khắc kiến thức hoa hạ quốc tình huống đi. Tam chiến, thế nhưng là nhân loại cùng biến dị giả thú chiến tranh, bất quá, làm hoa hạ quốc cùng đảo quốc trước tham dự đi vào, không thể nghi ngờ là tốt nhất tình huống, ít nhất đối chúng ta mễ quốc mà nói, bảo tồn thực lực, nhanh hơn nghiên cứu, cuối cùng cướp lấy thắng lợi trái cây là được. Văn phòng trung, những cái đó các phụ tá không ngừng nói. Mỗi người đều tích cực phát biểu chính mình ý kiến. Nhưng là ngồi ở chủ vị thượng Kim Mao Tổng thống, lại là một câu đều nói không nên lời. Hiện tại toàn thế giới các đại quốc gia đều muốn tìm đến biến dị giả thú gian làm nghiên cứu. Nhưng là, bọn họ trước nay cũng không biết, biến dị giả thú chính là Mỹ quốc bên này nghiên cứu ra tới A, hơn nữa, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết, lúc trước những cái đó tin anh nghiên cứu nhân viên, toàn bộ đều phản bội, người da đen tổng thống lưu lại cái này cục diện rối rắm quả thực là quá lớn. Chúng ta trước tỉnh xem này biến, có thể làm biến dị giả thú đàn nhóm lưu tại Hoa Hạ Quốc là tốt nhất, bọn họ có trí tuệ, ta trước kia là một người thương nhân, bất luận cái gì sự tình, không có ích lợi vô pháp giải quyết. Đã có trí tuệ nói, chúng ta liền có thể đàm phán. Thật lâu sau lúc sau, Kim Mao Tổng thống mới mở miệng nói. Thịt thịt thịt. Kẻo kẹt. Ngay sau đó, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Kim Mao Tổng thống cùng các phụ tá, ánh mắt lạnh băng nhìn xông tới một người đặc công. Khi đặc công sửng sốt, cảm nhận được không khí không đúng, lập tức nói, Tổng thống các hạ, việc lớn không tốt, ngài xem đây là chúng ta vệ tinh quay chụp đến hình ảnh ở hoa hạ quốc đông hải thị, xuất hiện không thể tưởng tượng sự tình. Đặc Công nói thời điểm, nhanh chóng lấy ra trong tay laptop. Mở ra. Video truyền phát tin. Một đầu toàn thân huyết hồng huyết ưng, cõng một người màu trắng váy liền áo phương đông mỹ nữ, ở không trung bay lượn, chung quanh 21 giá ẩn hình máy bay ném bom chiếm cứ, vẫn sức chờ phát động. Này, thượng đế. Nữ nhân này là ai? Ngay sau đó tổng thống văn phòng trung, Kim Mao tổng thống cùng những cái đó các phụ tá, toàn bộ đều đương trường yên tĩnh lên trong mắt trừng lớn. Đồng dạng sự tình, trên thực tế cũng ở toàn thế giới cao tầng nhóm trên người phát sinh. Biến dị giả thú đàn xâm lấn đông hải thị. Này tin tức cơ hồ nháy mắt liền trở nên toàn cầu thủ lĩnh đều biết. Chỉ là các đại quốc gia, đều liều mạng đem tin tức này cấp che giấu. Anh quốc. Thông qua vệ tinh, nhìn đến một con biến dị huyết lưng chim ưng một người nhân loại ở không trung phi hành khi, anh quốc thủ tướng, cả người đều trợn tròn mắt. Nước Pháp. Nếu không phải biến dị giả thú phía trước vẫn luôn cắn nuốt nhân loại nói, một màn này thật đúng là khoa học viễn tưởng cùng lãng mạn a. À. Còn có, này nhân loại rốt cuộc là ai? Vì cái gì biến dị giả thú không có đối nàng công kích? Nước Pháp tổng thống đầu tiên là vẻ mặt hướng tới, dây tiếp theo sắc mặt liền lập tức biến lãnh, không hề cảm tình. Nga đại đế, nữ nhân này không đơn giản, chẳng lẽ, biến dị giả thú đàn đều là hướng về phía nàng tới? Bất quá, chuyện này không có khả năng a. À. Tiếp tục xem đi xuống đi. Đảo quốc những cái đó đặt công nhóm, trộm máy bay ném bom đối nhân loại này đồng thủ, xem như thử, hẳn là là có thể nhìn ra một ít vấn đề. Ra, lập tức ra. Ta nhớ rõ phía trước nghe đồn ở Đại Tây Dương mặt trên có chuyến bay gặp đến biến dị ưng bắt cóc, biến dị ưng mặt trên cũng còn có nhân loại, đem lúc ấy tư liệu cũng toàn bộ đều cấp điều ra tới, mặt khác, thông tri lý Trung Quốc, lập tức đối kia nữ nhân tiến hành theo dõi, nếu có năng lực nói, đem nàng cho ta lộng lại đây. Hoa hạ quốc bên này, tối cao người phụ trách, xem xong đông hải mặt trên mới nhất tình huống sau, đồng tử không ngừng phóng đại. Đại khái 3 tháng rưỡi phía trước đại tây dương mặt trên đã từng truyền ra quá biến dị huyết ưng lui tới sự tình nhưng là lúc ấy không có bất luận kẻ nào quay chụp đến hình ảnh sở hữu quốc gia lực chú ý đều tập trung ở sahara đại sa mạc song việc rất nhiều quốc gia đều cho rằng là kia con chuyến bay lăng xe hoặc là nhìn lầm rồi nhưng là hiện tại bọn họ lúc này mới ý thức được sự tình viễn siêu tưởng tượng chương 314, dịp Bắc cơn giận trừ bỏ năm đại lưu manh ở ngoài toàn thế giới có được vệ tinh quốc gia số lượng đều là phi thường nhiều đông hải bảy giáp cản sự kiện phát sinh quá càng ngày càng nhiều quốc gia biết chuyện này, hơn nữa nhanh chóng điều chỉnh vệ tinh, nhắm ngay Đông Hải Thị. Bộ số lớn camera Tuy rằng tín hiệu bị cắt đứt, nhưng là những cái đó camera vẫn là có thể quay chụp đến một ít hình ảnh. Nhìn đến một con huyết ưng, có một người nhân loại ở không trung phi hành sao. Cơ hồ sở hữu thấy như vậy một màn quốc gia cao tầng nhóm, toàn bộ đều bị chấn động đến không rõ. Mà ở Đông Hải Thị, dịp thị tập đoàn cao ốc bên này. suy suy. Nhìn đến cổ nguyệt, lại nhìn đến chung quanh xuất hiện 21 giá chiến đấu cơ sau, dịp bắt trên người sát ý không ngừng phóng thích. Huyết nguyệt, ta có phải hay không sai rồi? Loại này thời điểm, lại đây nơi này, khẳng định đã khiến cho quốc gia chú ý, có thể hay không cấp dịp bắt thêm phiền toái. Nếu không chúng ta lui lại đi, chờ có cơ hội nói, ta lại đi tìm hắn. Cổ nguyệt ghé vào huyết nguyệt trên người, chung quanh xuất hiện chiến đấu tốt máy bay nàng tự nhiên là phát hiện. Trước kia nàng bất quá chính là một người công ty viên chức mà thôi, từ huyết nguyệt xuất hiện, gặp qua quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, trước mắt một màn này, càng là nàng nằm mơ đều không có nghĩ tới. Ta có thể lý giải ngươi. Nếu không sai nói, ngươi cùng vương khẳng định nhận thức, cho nên mới sẽ như vậy dùng dập lại đây tìm ta. Ta cũng giống nhau, làm vương sứ đồ, tiến đến thấy vương, là bình thường nhất bất quá sự tình, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn trở ta. Huyết Nguyệt Thanh âm thực tim. Hai mắt trở nên đỏ đậm. Khi sắc bén móng vuốt, tất cả đều vẫn sức chờ phát động, một bộ tùy thời phải đối chung quanh những cái đó chiến đấu cơ tiến công bộ dáng. Chỉ là, này đó chiến đấu cơ tốc độ, cùng vận tốc âm thanh không sai biệt lắm, viễn siêu huyết nguyệt làm hắn có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Huyết nguyệt hướng tới ta bên này lại đây. Diệp Bắc phóng thích tinh thần lực lĩnh vực, đối với huyết nguyệt tình cảnh hiện tại, hắn tự nhiên là phát hiện. Tiếp tục như vậy đi xuống, huyết nguyệt có lẽ sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là cổ nguyệt dù sao cũng là nhân loại thân thể. Là vương. Huyết nguyệt nghe được Diệp Bắc thanh âm sau múa may cánh càng thêm dùng sức vèo vèo ở huyết nguyệt bên cạnh còn có mặt khác bốn con huyết ưng làm yểm hộ múa may cánh vèo vèo thanh âm không ngừng đại gia chú ý tỏa định mục tiêu phóng ra đạn hỏa tiễn mặc kệ sử dụng cái gì thủ đoạn nhất định phải đem kia chỉ huyết ưng cấp đánh hạ tới edoga hưng phấn hô là đội trưởng là cái khác đặt công nhóm thông qua tai nghe nhanh chóng đáp lại chỉ là liền ở bọn họ chuẩn bị đối huyết nguyệt tiến hành công kích khi một thôn hoảng sợ thanh âm đột nhiên truyền đến đội trưởng không thích hợp ta giống như nhìn đến ở kia chỉ biến dị giả thú trên người còn ngồi một người nhân loại xác định khai hỏa sao nhân loại edoga sửng sốt chiến đấu cơ vẫn luôn là lấy tốc độ siêu âm ở phía trước tiến trời cao trạng thái đối với bên ngoài tình huống đều là sử dụng radar rà quét phía trước thời điểm hắn cũng chú ý tới radar mặt trên tựa hồ có chút dị thường nhưng là nghe được lời này nghiêm túc phân tích radar mặt trên hình ảnh phát hiện thật đúng là tại mục tiêu trên người có một người nhân loại. Thật là nhân loại. Bác ca, sao lại thế này? Tá Điền Kinh Hô, này đó biến dị giả thú, nên không phải là cùng nhân loại liên hợp lại đi. Không cần lo cho, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đội trưởng. Cái khác đặt công nhóm sôi nổi hỏi đến. Mặt khác một bên. Diệp bắt khổng lồ tinh thần lực, tùy ý phóng thích, đem này đó đặt công nhóm đối thoại toàn bộ khống chế, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, Tinh thần lực cũng gần chỉ là có thể đem này bao phủ, vô pháp làm được cách loại này khoảng cách đưa bọn họ khống chế nông nổi. Đảo quốc người, chỉ cần ngươi dám động bọn họ, ta có thể bảo đảm, mục tiêu kế tiếp chính là đảo quốc, mặc kệ các ngươi xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cái gì mục đích, sở hữu đảo quốc người đều phải vì thế trả giá sinh mệnh mang giới. Nhớ kỹ, là sở hữu. Tinh thần lực hội tụ thành vì độc đáo thanh âm. Đường này đó đảo quốc người chờ đợi Edoga mệnh lệnh khi, thanh âm này trực tiếp ở bọn họ mọi người trong đầu vang vọng lên. Ai? Tá điền thân thể rung lên. Một thôn, các vị, các ngươi vừa rồi nghe được sao? Giống như có cái gì thanh âm truyền tới chúng ta trong đầu, nói chính là, một khi đối kia chỉ huyết ưng tiếng công nói, toàn bộ đảo quốc đều phải vì hắn tuẩn tán. Chúng ta thông tin tần suất bị người xâm lấn. Biến dị giả thú cùng hoa hạ người trong nước liên hợp. Làm đội trưởng, Edoga sức tưởng tượng thực hiển nhiên muốn càng cường đại hơn một ít. Nhưng là... Thanh âm này, căn bản không có thay đổi bọn họ điên cuồng ý tưởng. Ngay sau đó Edoga đó là gầm nhẹ lên, các vị, nhớ kỹ. Từ chúng ta đêm này đó chiến đấu cơ khai hướng không trung kia một khắc, cũng đã làm tốt vì nước hiến khu chuẩn bị, một khi tồn tại, Hoa Hạ quốc liền có lấy cớ đối chúng ta đảo quốc làm khó dễ, làm vĩ đại đảo quốc người, chúng ta là anh dũng, là không sợ, đại gia không cần chịu bất luận kẻ nào đe dọa, uy hiếp. Nghe ta mệnh lệnh, lập tức tiến công, mặc kệ kia chỉ huyết ưng thượng hay không thật là nhân loại. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là đạt được gen. Là. Đội trưởng. Là. Là. Lời này trực tiếp đem này đó đặt công nhóm nghi ngờ cấp đánh vỡ. Đúng vậy. Từ bọn họ ngồi trên phi cơ kia một khắc, liền chú định tử vong. Liền tính Hoa Hạ quốc bên này tha cho bọn hắn bất tử, đảo quốc bên kia, vì bảo thủ bí mật, cũng sẽ giết chết bọn họ. Ở nhân loại thế giới trung, đơn cá nhân loại, vĩnh viễn không có quốc gia quan trọng. Hiện tại bọn họ, cần phải làm là cuối cùng điên cuồng vèo vèo vèo. Hơn nữa đường ga thanh âm rơi xuống sau. Này đó đặt công nhóm, toàn bộ đều ấn hạ vô pháp phóng ra cái nút. Mỗi một trận chiến đấu cơ trung, vèo vèo lao ra hai quả đạn hỏa tiễn, tỏa định huyết nguyệt. 42 cái đạn hỏa tiễn, hoa phá trường không, phát ra trường minh. Ngồi xong cổ nguyệt. Địch nhân phóng ra đạn hỏa tiễn, kế tiếp ta động tác khả năng sẽ phi thường kịch liệt, người bắt hảo, nói cách khác khả năng sẽ ngã xuống. Suy. Huyết nguyệt đồng tử co rụt lại. Hắn là biến dị sinh vật, hơn nữa vẫn là sứ đồ trong khoảng thời gian này cùng cổ nguyệt ở bên nhau khi mỗi ngày đều cắn nuốt đại lượng đồ ăn tiến hóa phương diện một chút đều không rơi sau thậm chí siêu việt kim sư tử vương văn bọn họ đối với nguy hiểm cảm giác hắn trước tiên liền dự cảm tới rồi lấy thực lực của chính mình nhưng thật ra không sợ này đó đạn hỏa tiễn nhưng là cổ nguyệt lại là nhân loại bình thường hảo ngươi nhất định phải cẩn thận huyết nguyệt cổ nguyệt dùng sức bắt lấy trong miệng nhỏ giọng nói ánh mắt trở nên càng thêm mờ mịt chính mình vẫn là quá nóng nảy a à mỗi một lần đều là vì Diệp bắt thêm phiền toái. Đảo quốc người. Xuy suy. suy. Diệp thị tập đoàn, cao ốc thượng, Diệp bắt thân thể chiếm cứ, phát hiện những cái đó đảo quốc người vẫn là tiến hành công kích sau, trên người phóng xuất ra tới sát khí đều mau ngưng tụ trở thành thực chất, làm chung quanh không khí đều cấp tốc biến lãnh. Từ biến thành một cái mảng xà lúc sau. Này vẫn là Diệp bắt lần đầu tiên phẫn nộ. Đến mức tận cùng phẫn nộ. Bất quá, loại này phẫn nộ thực mau phải tới rồi bình ổn, ngay sau đó, Diệp bắt lại lần nữa khôi phục đến vô cùng bình tĩnh. Xuy suy, màu đỏ tươi tinh tử phun ra, Diệp bắt trực tiếp mở miệng nói chuyện. Nhân tính cùng tình. Rất nhiều người sẽ cảm thấy, cổ nguyệt lúc này xuất hiện, là một kiện thực xuẩn sự tình, bại lộ cấp toàn nhân loại. Nhưng là, ta viết thời điểm, suy xét đến càng có rất nhiều tình. Cổ nguyệt, biết được vai chính đi vào Đông Hải, không màng tất cả nguy hiểm, không màng bại lộ lại đây. Đây mới là chân chính nhân tính cùng tình đi. Chương 315, phản kích. Huyết Nguyệt tìm kiếm nhà cao tầng vật, tiến hành tầng trời thấp phi hành, lợi dụng vật kiến trúc tới tránh né những cái đó đạn hỏa tiễn. Mặt khác, đem cổ Nguyệt đưa đến Diệp Thị tập đoàn tập đoàn đỉnh tầng tới. Diệp Bắc lạnh lùng nói, sau đó lại hướng về phía những cái đó bay về phía không trung biến dị loài chim nhóm mệnh lệnh lên. Còn có các ngươi hiện tại tốc độ quá chậm, đuổi không kịp những cái đó chiến đấu cơ, bất quá không quan hệ, dùng hết sinh mệnh cũng muốn đem những cái đó đạn hỏa tiễn cấp ngăn trở, dùng một hai phải hại đi trắng. Nói như vậy, liền tính bị thương, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Tư tư. Ra mệnh lệnh đạt đồng thời, Diệp bắt thân thể tư tư từ Diệp thị tập đoàn cao ốc mặt trên rời đi. Ầm ầm ầm. Dây tiếp theo, thân thể cơ bắp toàn bộ bạo khởi. Tốc độ nháy mắt liền đạt tới cực hạn. 200m một giây. Làm lơ phía trước vật kiến trúc, chướng ngại vật, một đường nghiền áp, nhanh chóng hướng tới tốc độ siêu âm chiến đấu cơ phương hướng vọt qua đi. Ầm 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 vang lớn thanh, vô số nhà lầu sập thanh, ở toàn bộ thành thị tràn ngập những cái đó sắt thép xi si măng sở kiến thành kiên cố thành trì đối diệp bắt mà nói quả thực giống như đậu hũ giống nhau một kích liền toái nguyên bản ở thành thị trung điên cuồng tàn sát bừa bãi biến dị lũ giả thú thấy thế một đám đều bị sợ tới mức không nhẹ trống kim sư tử đang ở cùng một đám cầm khảm đao văn xăm mình vẻ mặt hung dạng du thủ du thực nhóm đối chiến phát hiện chung quanh không ít đại lâu ầm ầm sập sau hắn đồng tử co rụt lại trong miệng phát ra gầm nhẹ vương đây là đang làm cái gì Ai như vậy không có mắt, thế nhưng chọc vương như vậy sinh khí. Vèo. Thanh âm rơi xuống, lợi trảo ở phía trước vung lên, vừa rồi đối chiến vài tên nhân loại, nháy mắt bị này sắc bén móng vuốt cấp tước thành lát thịt. Cục cục. Một ngụm cắn nuốt, ngay sau đó, kim sư tử bước ra nện bước, nhanh chóng hướng tới diệp bắc phương hướng đuổi theo. Xuy suy. Vương văn phung tinh tử. Vài trăm thước thân thể, quấn quanh ở đại lâu thượng. Ầm ầm ầm. Hơi chút dùng một chút lực, chỉnh đống đại lâu đều bị hắn thật lớn lực lượng cái trực tiếp giảo thành cục đá mảnh nhỏ. Xem náo nhiệt đi. Màu đỏ tươi tinh tử phun ra, vương văn thân thể, cũng nhanh chóng ở Đông Hải khu phố chạy như điên lên. ầm 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 Xôn sao. Không ngừng là dịp bắt cự đại hóa. Đương dịp bắt tiến lên khi, kim sư tử, vương văn, xuân hoa thu nguyệt, tìm hoang mua vui chúng nó cũng toàn bộ biến thành lớn nhất hình thái. Một màn này thật sự là quá chấn động. Hoa hạ quốc thủ lĩnh, ngồi ở trước máy tính mặt, mang theo chính vị tiên sinh, nhìn bên trong hình ảnh, sắc mặt xanh nét. Này đó vật kiến trúc, đối mặt biến dị giả thú công kích khi, hoàn toàn bất kham một kích. Còn có, nếu không sai nói, này đó quái vật, toàn bộ đều là hướng tới không trung cái kia biến dị huyết ưng tiến lên. Đảo quốc đặc công điều khiển chiến đấu cơ, làm hắn phẫn nộ rồi. Nói chuyện khi, thủ lĩnh vẻ mặt âm trầm. Nhìn đến thành thị bị hủy, tâm tình của hắn tuyệt đối là áp lực đến mức tận cùng. Khi biến dị huyết lưng chim ưng sau có một người nhân loại vừa rồi đã đạt được nàng tư liệu, là dịp Thị tập đoàn tiền nhiệm tổng tài bạn gái, phía trước vẫn luôn ở tập đoàn bên trong đương cao tầng, nhưng là gần nhất mấy tháng thời gian, rời đi công ty, ẩn cư ở Đông Hải vùng ngoại thành một căn biệt thự trung. Bên cạnh, có một người tiên sinh mở miệng nói. Ý của ngươi là, này đó quái vật đột nhiên điên cuồng lên, rất có khả năng là cùng nữ nhân này có quan hệ. Thủ lĩnh thân thể rung lên, nghĩ đến đây khi, hắn càng thêm cảm giác sự tình mất đi khống chế. Đảo quốc. Thủ tướng phủ. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Này đó biến dị giả thú, mỗi một đầu đều có thể biến đại, nhân loại thành thị, vật kiến trúc, đối bọn họ mà nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì lực phòng ngự, nhẹ nhàng là có thể đẩy vượt. Lực lượng đạt tới cực hạn, cũng bất quá như thế, chẳng lẽ, chúng ta toàn nhân loại, thật sự muốn xong đời sao? Một người đại thần thân thể run rẩy, trong ánh mắt toàn bộ đều là hoảng sợ. Tiểu cùng giả sau khi nghe xong, thanh âm lại là lạnh băng thật sự, bác ca. Đừng nói giỡn. Liền tính là khủng long sống lại, kia cũng ngăn không được chúng ta hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật, nhân loại có thể sử dụng đạn hạt nhân đem toàn bộ địa cầu đều biến thành sinh mệnh vùng cấm, chỉ là quyết định bởi với muốn hy sinh bao lớn đại giới mà thôi, này đó biến dị giả thú, tiếp tục như vậy điên cuồng đi xuống, sớm hay muộn sẽ trả giá đại giới. Tiếp tục xem đi, ta cảm giác kia nữ nhân hẳn là cùng biến dị lũ giả thú có liên hệ. Đảo quốc thủ tướng mở miệng. Khiếp mắt. Mang theo một tia sợ hãi trong ánh mắt, tràn ngập cơ trí thần sắc. Mễ quốc. Xôn xao nhìn đến mới nhất truyền lại trở về tình báo sau kim mao tổng thống cọ một tiếng đứng lên dùng sức quá lớn phía sau ghế dựa đều phiên đến ở trên mặt đất trừng lớn con mắt trong mắt toàn bộ đều là hoảng sợ cùng khiếp sợ mặc dù là phía trước xem qua về biến dị giả thú tình báo nhưng là đó là ở sahara đại sa mạc thượng cùng đại tây dương mặt trên biến dị giả thú cụ thể lực phá hoại là thế nào tất cả mọi người không có rõ ràng khái niệm hiện tại bất đồng từng tòa đại lâu ở này đó biến dị lũ giả thú đánh sâu vào hạ tất cả đều yếu ớt bất kham tưởng hết mọi thứ biện pháp, tuyệt đối không thể làm biến dị giả thú đi vào chúng ta quốc gia. Đứng lên sau, Kim Mao Tổng thống trống lớn, hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Nước Pháp, Nga, Anh Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên. Trên thế giới, hơi chút nổi danh một chút quốc gia thủ lĩnh nhóm, giờ phút này đều là như thế. Đông Hải thị trên không. 21 giá chiến đấu cơ cấp tốc phi hành. Bất quá, giờ phút này kia 21 danh đảo quốc người điều khiển nhóm, tất cả đều sợ ngây người. Này! xem đông hải thị phía dưới những cái đó biến dị giả thú giống như hướng tới chúng ta xông tới xà thật lớn xà bác ca vui đùa cái gì vậy này cũng quá lớn đi đáng chết đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ thanh âm sôi trào này đó biến dị lũ giả thú bày ra ra tới lực lượng xem như thật sự đem bọn họ cấp dọa tới rồi mà liền ở edoga chuẩn bị nói chuyện làm đại gia bình tĩnh khi dây tiếp theo hắn trên trán toàn bộ đều là mồ hôi trên người quần áo cũng đều bị mồ hôi sở sủng nước. Ra đa thượng, ra quét tới rồi một cái thật lớn mảng xà. Thông qua đặc thù tài chất cửa kính, Edoga càng là thấy được Đông Hải thị tình huống. Một cái thân thể chiều dài vượt qua 500 mễ ngân bạch mãn xà, há to miệng, trong miệng sắc bén mà chỉnh tề màu trắng hàm răng. Nhưng là ở ít hầu chỗ, một đoàn hình tròn hỏa cầu đang ở cấp tốc biến đại. Đáng sợ nhất chính là, Edoga có thể rõ ràng cảm thấy, này màu ngân bạch mãn xà, thật đối chính mình sinh ra xưa nay chưa từng có uy hiếp. Tử vong uy hiếp. Hắn, rốt cuộc muốn làm cái gì? Edoga lẩm bẩm tự nói. Đội trưởng. Nói chuyện A. À? Làm sao bây giờ? Đáng chết, chúng ta giống như đều bị những cái đó quái vật theo dõi. Ngu ngốc, đem chiến đấu cơ kéo cao. Những cái đó giả thú sẽ không phi, chúng ta tốc độ siêu âm, bọn họ căn bản đuổi không kịp. Cái khác những cái đó các đội viên, thanh âm còn ở tiếp tục, Đông Hải thị cự đại hóa biến dị lũ giả thú, thật sự là đem bọn họ cấp dọa tới rồi, tuy là bọn họ tố chất tâm lý lại cường giờ phút này đều nhịn không được hoảng loạn. Vèo. Chính là, này đó các đội viên, căn bản đợi không được Edoga trả lời. Đương diệp bắt tỏa định Edoga chiến đấu cơ sau, một đoàn thật lớn ngọn lửa, hoa phá trường không, bay thẳng đến kia giá chiến đấu cơ phóng đi. Chương 316, Diệp thị tập đoàn đỉnh tầng gặp mặt. Vèo. Màu đỏ tươi ngọn lửa, hoa phá trường không, chung quanh độ ấm gia tăng mãnh liệt. Tuy rằng là ban ngày, nhưng là này đoàn ngọn lửa so thái dương còn muốn lóa mắt phun, phun phát hỏa. Hắn, thật là Diệp Bắc sao? Cổ Nguyệt gắt gao bắt lấy huyết nguyệt phần cổ, Diệp Bắc trong miệng phun ra thật lớn ngọn lửa, ánh lửa tận trời, một màn này, thật sự là đem nàng cấp dọa tới rồi. Trong đầu, càng là vô số cảm xúc ở lan tràn. Nắm chặt. Đến nỗi phía dưới huyết nguyệt, nhưng không có tưởng nhiều như vậy. Nhìn đến Diệp Bắc xuất kích, hắn ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt lên. Đối với Cổ Nguyệt nói một câu sau, thân thể lấy không thể tưởng tượng tư thế ở Đông Hải thị kia từng tòa cao lớn vật kiến trúc trung xẹt qua, ầm um, ầm um, ầm. Um. Tuy ở hắn mặt sau những cái đó tự động hướng dẫn bom, bởi vì tránh lóe không kịp, trực tiếp đâm hướng cao ốc, tạc ra thật lớn ánh lửa. ầm um, ầm um, ầm. Um. Mà theo huyết nguyệt tránh thoát đạn hỏa tiễn, ngay sau đó, Diệp bắt trong miệng phun ra tới kia đáng sợ ngọn lửa, xông thẳng tận trời, nháy mắt liền đem Edoga cùng hắn sở điều khiển chiến đấu cơ cấp thiêu thành tro tàn. Ngồi ở bên trong Edoga, đến chết đều không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, sắc mặt vặn vẹo, tràn đầy không cam lòng. Không có khả năng, Tá Điền nhìn Edoga sở điều khiển chiến đấu cơ, ở vận tốc âm thanh phi hành hạ, vẫn như cũ bị Diệp bắt phun ra tới ngọn lửa đánh trúng, kia xưa nay chưa từng có cực nóng, đem phi cơ trực thăng liền người cùng nhau bốc hơi, hắn cả người trực tiếp dạy ra, há mồm, tràn đầy hoảng sợ, trong miệng không ngừng hô to chuyện này không có khả năng. Bác ca! Này đó biến dị giả thú có thể phun hỏa. Bên cạnh, một chữ liệt khai, mặt khác một trận chiến đấu cơ bên trong đặt công càng là tròng mắt đều mau trừng mắt nhìn ra tới, trong miệng không ngừng kinh hô sinh vật sao có thể phun ra ngọn lửa, bọn họ rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Thật là biến dị giả thú mà không phải ngoại tinh sinh vật. A. À. Edoga quân. Hỗn đảng, ta và ngươi liều mạng. Cùng lắm thì cùng chết. Cũng có một ít đặc công nhóm, nhìn đến Edoga bị giết sau khi chết, lập tức đem mục tiêu tỏa định ở Diệp Bắc trên người, cùng ấn phóng ra cái nút thời điểm, càng là điều khiển chiến đấu cơ, hướng tới Diệp Bắc thân hình bên này đánh tới. Hô. Đông Hải thị trên không, Diệp Bắc phun ra ngọn lửa một màn này, làm toàn thế giới đều sợ ngây người. Biến dị giả thú kia thật lớn thân thể, bản thân cũng đã có đáng sợ hủy diệt tính, hiện tại phun ra ngọn lửa, có thể đem vận tốc âm thanh chiến đấu cơ đều cấp phá hủy, nhân loại cùng này đó biến dị giả thú so sánh với, trừ bỏ số lượng ở ngoài, tự hồ căn bản không hề chiếm cứ bất luận cái gì ưu thế. Mễ quốc Kim Mao Tổng thống, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, trong miệng thật sâu hít một hơi, giờ khắc này hắn cảm giác làm thế giới mạnh nhất Mễ quốc đang ở gặp xưa nay chưa từng có uy hiếp. Thật là đáng sợ. Nga đại đế, trên mặt cơ bắp run rẩy không ngừng. Anh quốc nữ hoàng ngồi ở vương vị thượng, sắc mặt trắng bệch, Hoa Hạ quốc có mở mang ranh giới, liền tính bị này đó biến dị giả thú hủy diệt một bộ phận, cũng vẫn như cũ có thể tùy thời cuộc khởi, nhưng là chúng ta anh quốc bất đồng, từ chiến bại lúc sau, chúng ta quốc thổ diện tích lần nữa áp suất, một khi làm biến dị giả thú đi vào chúng ta quốc gia, không đến một ngày thời gian, toàn bộ quốc gia đều sẽ hoàn toàn hủy diệt. Lập tức điện liên lý Trung Quốc, khởi động phòng không đạn đạo, cần thiết đem đảo quốc đặc công nhóm ăn cắp sở hữu ẩn hình chiến đấu cơ toàn bộ cấp hủy diệt, không cần lại chọc giận những cái đó biến dị giả thú. Đáng chết, liên hệ chuyên gia, toàn diện đánh giá biến dị giả thú đàn ở thành thị trung sức chiến đấu, mặt khác nghĩ cách, đem biến dị giả thú đàn nhóm toàn bộ cấp làm ra chúng ta hoa hạ quốc. Hoa hạ quốc thủ lĩnh sắc mặt biến thành màu đen, trong miệng trống to. Đương chân chính, chiến tranh tiến đến khi. Nhân loại bày ra ra tới lực lượng, vẫn là vô cùng cường đại. Hô hô hô. Thanh âm vô cùng bé nhọn theo hoa hạ quốc thủ trưởng mệnh lệnh tuyên bố trước tiên khoảng cách đông hải thị gần nhất quốc phòng bộ môn đó là phóng ra mấy chục cái phòng không đạn đạo hoa phá trường không quả định chiến đấu cơ nhưng là ở đông hải thị phía trên chiến đấu lúc này chỉ vừa mới bắt đầu khuyết nguyệt múa may cánh ở thành thị trung xuyên qua thành công đem chiến đấu cơ phát ra bắn ra tới đạn hỏa tiễn cấp né tránh ầm 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 xôn sao. thật lớn tiếng đổ mạnh một khắc không ngừng ở cái này thành thị trung vang lên những cái đó to lớn vật kiến trúc ở đạn hỏa tiễn công kích tính, không ngừng tạt ra bắt mắt ánh lửa, không đến 3 phút, toàn bộ thành thị liền có vẻ trước mắt vết thương, sinh mệnh tại đây một khắc, có vẻ vô cùng giá rẻ. Có đạn hỏa tiễn cùng chiến đấu cơ hướng tới vương tiến lên, kim sư tử, chúng ta đi ngăn lại đi. Suy suy. Vương văn lúc này cũng vọt tới dịp bắt phụ cận, khoảng cách không đến 100 mét. Kim sư tử còn lại là đứng ở vương văn bên cạnh, yên tâm đi vương văn, vương thực lực viễn siêu chúng ta phía trên, nếu hắn thật sự yêu cầu chúng ta hỗ trợ nói, khẳng định nói thẳng, chúng ta an tĩnh ở chỗ này nhìn là được. Đúng vậy. Tiếp tục xem đi. Những nhân loại này, đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Xuân Hoa Thu Nguyệt, tìm hoang mua vui, bọn họ cũng lại đây, suy suy phun tin tử, đối diệp bắt thực lực là trăm phần trăm tin tưởng. Khi bọn hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, huyết nguyệt trải qua rất nhiều lần cực hạn phi hành sau, vững vàng dừng ở diệp thị tập đoàn đại lâu đỉnh chóp, nhìn đến diệp bắt ở cùng chiến đấu cơ tiến hành khi, huyết nguyệt hai mắt đỏ đậm, rất tưởng tham dự đi vào, nhưng là bận tâm đến phía sau lưng thượng cổ nguyệt hắn chỉ có thể đứng ở mái nhà kiên nhẫn chờ đợi cùng hắn cùng nhau huyết ưng còn lại là chiếm cứ ở chung quanh đông hải thị phía trên chiến hỏa sôi nổi ầm 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 những cái đó đảo quốc đặt công nhóm bởi vì giang edoga tử vong toàn bộ đều dời đi mục tiêu hướng tới dịp bắt bên này công kích lại đây mà đây cũng là dịp bắt suy nghĩ muốn xem đến đạn hỏa tiễn ở chung quanh nổ mạnh bất quá lấy dịp bắt hiện tại thân thể tố chất này đó đạn hỏa tiễn liền cùng vớt ngứa giống nhau, vô pháp tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ân. Vốn dĩ Diệp Bắc là muốn dựa vào phun hỏa năng lực, nhất nhất đem những cái đó chiến đấu cơ toàn bộ cấp đánh hạ tới, làm các nhân loại biết biến dị giả thú cường đại, chỉ là, liền tại thân thể bị bom tập kích, chung quanh toàn bộ đều là chiến hỏa bụi bặm sau, tinh thần lực lĩnh vực hạ, Diệp Bắc phát hiện không trung lại vọt tới mấy chục cái đạn đạo. Này đó đạn đạo đều là đối với những cái đó chiến đấu cơ phóng ra, nhân loại giúp ta. Suy suy. Diệp Bắc phun tinh tử, lẩm bẩm nói, bất quá thực mau, trong ánh mắt lãnh quan lại nhanh chóng gia tăng, nhân loại thông thường đều là am hiểu tính kế, lần này đồng dạng cũng là như thế. Mà những cái đó điên cuồng đảo quốc đặc công nhóm phát hiện đạn đạo đối với chính là ẩn hình chiến đấu cơ, tất cả đều kêu lớn lên. Xong đời, chúng ta bị Hoa Hạ quốc phòng không đạn đạo tỏa định. Đáng chết. Hoa Hạ quốc đã sớm biết chúng ta trộn chiến đấu cơ, bọn họ là lợi dụng chúng ta tới thử biến dị giả thú thực lực, chúng ta chiến đấu cơ thượng đã sớm bị trang bị xác định địa điểm đã kích trang bị, hết thảy đều ở bọn họ trong khống chế. Đáng giận chi người nọ. Thật không cam lòng. Lập tức đem nơi này tình báo truyền quay lại đảo quốc, thiên hoàng sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Âm âm âm. Bạch bạch bạch. Bọn người kia thanh âm vừa mới nói xong, đông hải thị trên không, đó là nở rộ ra vô cùng huyễn lệ pháo hoa. Mà dịp bắt thấy thế không hề chần chờ, quyết đoán hướng tới dịp thị tập đoàn quay trở về. Chương 317, mất đi khống chế đông hải thị. Sắc trời dần dần tối tăm đi xuống bất quá này cũng không phải bởi vì mau đến hoàng hôn mà là toàn bộ đông hải thị ở biến dị giả thú đang đánh sâu vào hạ nổ mạnh không ngừng đại lượng vật kiến trúc bị ngọn lửa nuốt hết cuồng cuộn khói đen nhằm phía không trung sau đem không trung đều cấp che đậy trọng lớn trên đường phố nơi nơi đều là biến dị lũ giả thú ở thoáng động ô ô ta không muốn chết a à, buông tha ta làm ta làm cái gì đều có thể xong rồi hết thảy đều xong rồi ta ngân hàng còn tồn như vậy nhiều tiền tất cả đều xong đời tận thế không phải nói tốt 2012 năm sau. Nhỏ giọng điểm, đáng chết, không cần hấp dẫn này đó bọn quái vật lực chú ý. Ta tin tưởng quốc gia nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Trên đường phố, những cái đó bị bắt giữ các nhân loại khóc thét thanh không ngừng, bất quá có một chút đều là không sai biệt lắm, mỗi một người nhân loại trên mặt, toàn bộ đều là tuyệt vọng, đường có biến dị giả thú từ bên cạnh trải qua khi, thân thể xuất thành một đoàn rung bần bật. Hoa Hạ Quốc là toàn thế giới ở vũ khí phương diện quản chế tốt nhất quốc gia bảo đảm mỗi một người người thường trên người thậm chí là trong nhà đều sẽ không có lực sát thương vũ khí tồn tại mà điểm này đương chân chính tận thế tiến đến lúc sau những nhân loại này nhóm căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu đáng nói toàn bộ đều giống như bị từ nhỏ quyển dưỡng dê con giống nhau nhẹ nhàng bị giết phía trước ở thực nghiệm trên đảo thời điểm chúng ta thật đúng là đáng thương thế nhưng sẽ bị như vậy một đám thấp kém động vật khống chế dùng để làm thực nghiệm xem bọn hắn không hề sức phản kháng không chỉ có thân thể tố chất nhỏ yếu liền chỉ số thông minh đều không cao, quan trọng nhất chính là, đối mặt uy hiếp khi, lập tức thỏa hiệp, vì bất tử, sự tình gì đều có thể đủ làm, so với chúng ta giả thú, không biết muốn nhược nhiều ít. Một con biến dị con khỉ ngưỡng đầu, trong tay dẫn theo một phen không biết từ nơi nào làm đến súng tự động, ở trên đường phố nghênh ngang đi tới, một bộ khí thế hôi hổi bộ dáng, hắn bên cạnh còn lại là đi theo mấy đầu biến dị cẩu cùng lang. Phàm là hắn trải qua địa phương, những cái đó bị bắt giữ nhân loại đều là sợ hãi không thôi. Nói rất đúng ta khi còn nhỏ bị đưa đến thực nghiệm đảo phía trước chính là chính mắt nhìn thấy quá. Những nhân loại này giết ta đồng loại khi, không chút nào nương tay, hiện tại lại là biết sợ hãi. Một con biến dị cẩu mở miệng phun ra tiếng người. Cùng loại với tình huống như vậy. Cơ hồ không có lúc nào là không ở Đông Hải thì phát sinh. Mặt khác một cái trên đường phố, cũng ở phát sinh loại tình huống này, chỉ là trên đường phố giờ phút này toàn bộ đều là rậm rạp biến dị con kiến. Này đó con kiến nhóm thân thể cự đại hóa lúc sau, lớn nhất thế nhưng có 2 mét dài hơn, một mét rất cao. Liền tính là tiểu một chút, cũng có một mét trường. Toàn thân đen nhánh, du quan tỏa sáng. Loại đồ vật này tụ ở bên nhau khi, mang đến thị giác đánh sâu vào, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đáng sợ nhất chính là, này đó con kiến nhóm, mỗi một cái đều là trời sinh đại lực sĩ, có thể nhẹ nhàng dơ lên so với chính mình trọng 400 lần đồ vật, còn có thể đủ kéo vận vượt qua tự thân thể trọng 1.700 lần vật thể. Nhân loại. Đối mặt như vậy một đám cự đại hóa con kiến khi, hoàn toàn bó tay không biện pháp nhân loại cũng thật nhược. Đúng vậy. Liền cùng giới chơi giống nhau. Tới nơi này phía trước, ta còn tưởng rằng sẽ gặp được cái dạng gì phản kháng đâu. Sớm biết rằng nói, không cần đi cái gì Sahara đại sa mạc, trực tiếp tới thế giới nhân loại thì tốt rồi, có như vậy nhiều nhân loại có thể ăn. Ta nhớ rõ trước khi nhân loại nói qua một câu, nói sự tình quá dễ dàng khi, liền cùng dẫm chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Hiện tại hẳn là sửa sửa lại, ân, biến thành tựa như cắn nuốt một con nhân loại giống nhau đơn giản có lẽ càng tốt tháp 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 một đám con kiến bước chỉnh tề nện bước tháp 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 thanh âm chấn nhựa đường lộ ầm ầm vang lên hơn nữa không ít con kiến nhóm ở phía trước tiếng thời điểm lẫn nhau đụng vào trên đầu trường giác đối nhân loại tiến hành một ít đánh giá trừ bỏ chúng nó ở ngoài đi vào nhân loại thế giới trận đầu đại chiến cơ hồ sở hữu biến dị lũ giả thú cơ hồ đều đối nhân loại có trực quan hiểu biết nhân loại cũng không đáng sợ đương lực lượng chân chính áp đảo bọn họ phía trên sau bọn họ liền giống như hổ giấy giống nhau bất kham một kích mà lúc này toàn thế giới các đại quốc gia thủ lĩnh bên kia lại là mặt khác tình huống đảo quốc thủ tướng đại nhân chúng ta đã vô pháp bắt giữ đến đông hải thị tình huống đại lượng vật kiến trúc nổi lửa cộng thêm bom duyên cớ trực tiếp dẫn tới đông hải thị trên không bị khói đặc che đậy vệ tinh mất đi tác dụng xích giếng làm một người vệ tinh phương diện chuyên gia một bên xoa trên trán mồ hôi lạnh một bên hướng về phía đảo quốc thủ tướng nói bên cạnh đứng đều là đảo quốc cao tầng tiểu cùng giả sau khi nghe xong sắc mặt lập tức đen lên, trong miệng quát lớn, tín hiệu bị cắt đứt, vệ tinh mất đi tác dụng. Vui đùa cái gì vậy? Xích giếng, ngươi cũng không nên quên mất, chúng ta đây là một viên quân sự vệ tinh, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ngươi là muốn thượng tòa án quân sự sao? Đảo quốc thủ tướng không nói chuyện, sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Xích giếng trên người cũng đã bị mồ hôi sũng nước. Điểm này, chỉ sợ toàn thế giới đều là như thế này. Đường hoa hạ quốc thủ đô xuất hiện sương mù thời điểm, vệ tinh đồng dạng cũng vô pháp kiểm tra đo lường cho tới nay chúng ta đều cho rằng nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật không gì làm không được vệ tinh làm thiên nhãn cái gì đều có thể nhìn đến nhưng là ở thiên nhiên trước mặt như cũ là bất kha mục kích đông hải thì bởi vì chiến tranh dẫn tới khói đặc làm ta càng thêm nhận rõ vệ tinh khuyết tật có lẽ đương chiến tranh thật sự tiến đến khi vệ tinh cũng không có cái gì tác dụng ở quân sự thượng chúng ta cần thiết lại lần nữa cải cách xích giếng hít sâu một hơi vô cùng nghiêm túc nói ra như vậy một phen lời nói tới không ngừng là đảo quốc đương đông hải thị bị xâm lấn tín hiệu cắt đứt đầy trời đều là cuồng cuộn khói đen sau mỹ quốc nga anh quốc nước pháp hàn quốc thậm chí là hoa hạ quốc toàn bộ đều đối đông hải mất đi liên hệ vệ tinh rốt cuộc vô pháp quay chụp đến cao thanh hình ảnh lần này đông hải thị sự kiện thật sâu làm cho bọn họ ý thức được nhân loại nhỏ yếu bất quá toàn cầu hơi chút có thực lực một ít quốc gia nhóm đều sẽ không như vậy từ bỏ đương đông hải thị bị khói đặc che đậy vừa lúc cho các quốc gia cơ hội này đó quốc gia không còn có bất luận cái gì kiên kỵ, sôi nổi trước tiên đối Đông Hải thị phái ra tinh anh tiểu đội đi trước Đông Hải thị, muốn thừa hỗn loạn, ở trong đó đạt được muốn đồ vật, thậm chí còn mang theo đại lượng phạm vi lớn lực sát thương vũ khí. Loại này tiểu đội, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, xuất hiện mấy ngàn chi, trong đó không thiếu còn có phi quốc gia thế lực tiêu tiền thuê tiểu đội. Giờ phút này, Đông Hải thị, Diệp thị tập đoàn cao ốc đỉnh chấp, Huyết Nguyệt cổng cổ nguyệt, vững vàng dừng ở nơi này nhìn đến kia 21 giá ẩn hình chiến đấu cơ bị phá hủy sau, Diệp Bắc cũng trước tiên hướng tới cao ốc bên này phản hồi. Ầm ầm ầm. Thân thể như cũ là lớn nhất hình thái. Đường hắn đi tới khi, phàm là che ở phía trước chướng ngại vật, đều bị ầm 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 đâm cho dập nát, phía trước nhựa đường lộ càng là bị nghiền ác trở thành mảnh nhỏ, toàn bộ Đông Hải thị đều chấn động lên. Chương 318, thật là ngươi sao? Ầm ầm ầm. 500 nhiều mẻ lớn lên thân thể, mấy trăm tấn trọng lượng, Diệp Bắc ở Đông Hải thị đi tới khi, tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn. Những cái đó bị biến dị giả thú tù binh nhân loại, nhìn đến dịp bắt kia thật lớn thân thể khi, đều bị ở rung bần bật. Thậm chí một ít biến dị lũ giả thú, đối mặt dịp bắt loại này khí thế khi, đều sinh ra thật lớn sợ hãi. Vương Dịp thị tập đoàn mái nhà Huyết nguyệt hai cánh thu hồi, hai mắt như củ huyết hồng một mảnh. Tháp tháp Trong đó một con cánh thượng phỏng chừng là ở xuyên qua vật kiến trúc khi bị hoa thương, đang ở tháp tháp nhỏ dọc máu, nhưng là huyết nguyệt phản phất căn bản không có nhận thấy được giống nhau, cặp mắt kia vẫn luôn đều đang nhìn Diệp bắt. Tư tư, khói đặt dưới, toàn thân ngân bạch. Từ Đông Hải thị nơi xa sông tới. Phía sau không ngừng nhấc lên thật lớn bụi bặm cùng mảnh nhỏ, toàn bộ Đông Hải thị, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ quốc, toàn bộ đều vì thế rung rẩy. Thực hảo, huyết nguyệt. Ngươi đi trước tìm Kim sư tử cùng Vương Văn, làm quen một chút hiện tại biến dị giả thú đàn. Tinh thần lực lĩnh vực phóng thích, Diệp bắt trực tiếp đối huyết nguyệt mệnh lệnh nói là, vương. Nghe được dịp bắt mệnh lệnh sau, huyết nguyệt hai mắt sáng lên, ẩn núp ở nhân loại thế giới thời gian dài như vậy, vẫn luôn bảo hộ cổ nguyệt, hắn lo lắng nhất sự tình, chính là sợ có chỗ nào làm được không hài lòng sẽ làm dịp bắt trách cứ. Mà hiện tại được đến dịp bắt tán thưởng, này đối huyết nguyệt tới nói, sau bất luận cái gì khen thưởng đều phải quan trọng. Phốc phốc. Ngay sau đó, hắn đó là múa may cánh, mang theo mấy chỉ huyết ưng, hướng tới kim sư tử, vương văn nơi phương hướng vọt qua đi. Dịp thị tập đoàn, mái nhà cổ nguyệt đứng ở mặt trên, không trung toàn bộ đều là nồng đậm màu đen sương khói. Ánh mặt trời xuyên thấu này đó sương khói khi, làm thế giới này thoạt nhìn đều tối tăm vô cùng, bày biện ra một loại mông lung cảnh đẹp. Một tiếng trắng tinh sắc váy liền áo. Rời đi biệt thự thời điểm, bởi vì đi được quá mức dùng dập, trần trụi một đôi giống như bạch ngọc chân nhỏ. Trắng nõn da thịt, vô cùng miệng màng. Hô hô. Mái nhà phía trên, không ngừng có cuồng phong đánh úp lại, hô hô rung động. Đen nhánh sắc tóc dài, ở trong gió tùy ý lắc lư. Tư tư. Diệp Bắc lúc này, thân thể còn lại là một vòng lại một vòng hướng tới Diệp thị tập đoàn cao ốc bên này cuốn lại đây. Không đến 10 giây. Thân thể đó là đem toàn bộ cao ốc cấp cuốn lấy, thật lớn đầu, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này quen thuộc nữ nhân. Nhìn nhau không nói gì. Nhưng là, đương Diệp Bắc ánh mắt tụ tập ở cổ nguyệt trên người thời điểm, chung quanh sát khí nhanh chóng giảm xuống. Bụi bặm cũng ở một chút tiêu tán. Cứ như vậy lặng lặng nhìn. Một phút. Hai phút. Mười phút. Diệp Bắc hai mắt là trạng thái bình thường, bởi vì thân thể duyên cớ, trong miệng thỉnh thoảng thói quen tính phun ra màu đỏ tươi tinh tử. Mà Cổ Nguyệt hai mắt mơ hồ, che kín hơi nước. 15 phút. Cổ Nguyệt lúc này mới động. Bất kỳ nhân loại nào đối mặt Diệp Bắc thời điểm, đều sẽ bị đương trường sợ tới mức chân mềm, lời nói đều nói không nên lời, nhưng là Cổ Nguyệt lại bất đồng, trần trụi hai chân, đạp lên mái nhà xi si măng trên mặt đất, chậm rãi hướng tới Diệp Bắc phương hướng đã đi tới. Vương mảnh khảnh cánh tay. Trắng nõn ngón tay, hướng tới Diệp Bắc Phương hướng duỗi. Ngươi, thật là Diệp Bắc sao? Thanh âm thật nhẹ, mang theo kịch liệt run rẩy, một năm rưỡi phía trước, đứng ở nàng trước mặt chính là một người soái khí nam nhân, chính là hiện tại, đứng ở trước mặt lại là một cái tùy ý cắn nuốt nhân loại mãn xà. từ tư, tư, đến nỗi Diệp Bắc, đầu hơi hơi xuống phía dưới. Đem thân thể lực lượng khống chế tới rồi cực hạn, cuối cùng rốt cuộc cùng cổ nguyệt ngón tay đụng vào ở cùng nhau. Nhưng là, Diệp Bắc hiện tại thân thể này thật sự là quá cường đại, liền tính là viên đạn, đạn hỏa tiễn đánh vào trên người đều không có bất luận cái gì cảm giác, cổ nguyệt tay đặt ở dịp bắt trên người khi, đồng dạng cũng là không có bất luận cái gì cảm giác. Loại kết quả này, làm dịp bắt nội tâm đại chấn. Nhân loại Biến dị giả thú Thân thể bản chất chênh lệch, căn bản vô pháp vượt qua A. Có lẽ từ chính mình tử vong kia một khắc bắt đầu, liền cùng cổ nguyệt hoàn toàn tách ra, không có bất luận cái gì ở bên nhau hy vọng. Diệp bắt, thật là ngươi sao? Cổ Nguyệt lại không giống nhau ngón tay chạm vào diệp bắc kia giống như bạc trắng giống nhau thân hình khi nàng có loại băng lạnh lẽo cảm giác chỉ là kia thô ráp làn da lạnh băng ánh mắt còn có màu đỏ tươi tinh tử làm nàng nội tâm sợ hãi đang không ngừng bạo tăng diệp bắc ngươi còn sống diệp bắc thanh âm lẩm bẩm một câu lại một câu may mắn đông hải thị tín hiệu bị cắt đứt hơn nữa không trung mây đen giăng đầy vệ tinh vô pháp giám sát nói cách khác tình huống nơi này bị những nhân loại khác quay chụp đến nói hậu quả căn bản không dám tưởng tượng cổ. Nguyệt. 20 phút lúc sau. Diệp Bắc lúc này mới mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp, khàn khàn, trong miệng hộc ra như vậy hai chữ. Thanh âm rơi xuống nháy mắt, cổ Nguyệt thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hô hô. Cùng phong không ngừng. Loại này thời điểm, Diệp Bắc cũng không biết lại như thế nào mở miệng. Cổ Nguyệt đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ hai cái đều rõ ràng vô cùng, vận mệnh sớm tại một năm rưỡi phía trước, liền hoàn toàn đã xảy ra thay đổi. Lần này gặp mặt, rất có khả năng chính là vĩnh cửu ly biệt. Không. Ngươi không phải Diệp bắt. Hắn sẽ không giết người, sẽ không ăn thịt nhân loại, càng sẽ không đem toàn bộ Đông Hải thị cấp hủy diệt. Được đến xác định đáp án lúc sau, cổ nguyệt sắc mặt nhanh chóng biến hóa lên, nguyên bản khàng khàng thanh âm, tại đây một khắc biến thành rống giận, hai mắt bên trong, toàn bộ đều là hơi nước, hốc mắt đỏ bừng, nói chuyện khi, thân thể càng là nhanh chóng lui về phía sau, trung rẩy đến càng thêm lợi hại. Có lẽ đi. Bất quá, ta cũng không cảm thấy ta làm sai, nhân loại đáng chết. Rất nhiều nhân loại đều đáng chết. Nhìn đến cổ nguyệt biến hóa, Diệp Bắc Phi thường trấn định, đầu hơi chút lui về phía sau một ít. Trong miệng màu đỏ tươi tinh tử không ngừng phun ra, trên thực tế từ quyết định lại đây thấy cổ nguyệt thời điểm, Diệp Bắc cũng đã làm tốt trong lòng chuẩn bị. Đổi làm là chính mình, nếu nhìn đến chính mình bạn gái biến thành một cái chân chính xà, khẳng định cũng rất khó tiếp thu. Mà cổ nguyệt có thể bảo trì bình tĩnh gần 20 phút, đã phi thường không dễ dàng xôn sao. Cổ Nguyệt tiếp tục lui về phía sau. Thân thể đem mái nhà mặt trên một ít tạp vật cấp xôn xao đâm phiên, thanh âm mang theo một tia sợ hãi, nếu ngươi thật là dịp bắt nói, liền dừng tay đi. Nhân loại cùng biến dị giả thú, nhất định có thể hòa bình ở chung đi xuống. Chỉ cần các ngươi đồng ý, các nhân loại khẳng định cũng sẽ đồng ý. Tiếp tục đánh tiếp, sẽ chỉ làm càng nhiều người tử vong, những cái đó hại quá người của ngươi, làm cho bọn họ trả giá đại giới là được. Vừa rồi đứng ở mái nhà khi, lâm vào chiến tranh nguy cơ trung đông hải thị nàng toàn bộ đều xem ở trong mắt đối nàng mà nói mỗi một người nhân loại tử vong đều là vô pháp tiếp thu sự tình huống chi trong đó không biết còn có bao nhiêu nàng sở quen thuộc người dịp bắt hai mắt chậm rãi nheo lại đã không có khả năng thế giới này chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể khống chế hết thảy cổ nguyệt gia nhập chúng ta đây là tốt nhất kết quả ta có thể cho ngươi hết thảy nói tới đây thời điểm Diệp Bắc Thanh âm thế nhưng trở nên lạnh băng lên. Đồng thời, bàn bạc tinh thần lực bắt đầu phóng thích. Cổ Nguyệt không sai. Nàng trước sau đều là nhân loại. Lập trường bất đồng, đối đãi sự vật tự nhiên bất đồng. Cũng đừng nói cái gì thánh mẫu. Ta chỉ là tưởng viết một cái sống sờ sờ nhân loại mà thôi. Khi 20 phút đối diện, trầm mặt, đủ để biểu hiện hết thảy cảm tình cũng đủ để tiêu ma hết thảy cảm tình, đến nỗi vai chính, hắn cũng không hề là nhân loại, hắn là một con rắn, một cái có thể vô hạn tiến hóa xà, ít kỹ xà, hy vọng khống chế hết thảy xà. Mặt khác, đại niên sơ mấy, ta còn như vậy nỗ lực, cầu các ca ca tỷ tỷ cấp điểm bao lì xì cấp điểm vé tháng A. Chương 319, thông cáo toàn bộ Đông Hải thị. Hô hô. Khổng lồ tinh thần lực từ trường, từ dịp bắt trong đầu tùy ý chui ra. Vốn dĩ đang không ngừng lui về phía sau cổ nguyệt, bị loại này khổng lồ tinh thần lực xâm lớn sau. Đứng ở dịp thị tập đoàn mái nhà, thân thể trực tiếp cứng đờ. Nghi hoặc. Mờ mịt. Thất vọng phẫn nộ, ôn hòa. Theo tinh thần lực tăng mạnh, cổ nguyệt cảm xúc cũng ở nhanh chóng biến hóa. Mười giây lúc sau, vừa rồi còn không ngừng phản kháng, không thể tin trước mắt loại sự tình này thật, mâu thuẫn, phẫn nộ cảm xúc điên cuồng bạo tăng cổ nguyệt, hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, cuối cùng trên mặt thậm chí còn xuất hiện một mặt nhàn nhạt tươi cười. Diệp Bắc, mặc kệ ngươi là nhân loại, vẫn là xà, ta vĩnh viễn đều chỉ ái ngươi một cái. Mặc kệ ngươi làm chuyện gì, ta đều sẽ tán đồng. Thanh âm vô cùng kiên định, không có bất luận cái gì do dự. Ở dịp bắt khổng lồ tinh thần lực ảnh hưởng dưới, trực tiếp đem cổ nguyệt lý niệm hoàn toàn điên đảo. Cổ nguyệt vẫn là cổ nguyệt. Chỉ là, đứng ở nhân loại kia một bên tự hỏi phương thức hoàn toàn bị vứt bỏ, hiện tại nàng đã bắt đầu đứng ở biến dị giả thú góc độ đối đãi vấn đề, trên mặt tươi cười như cũ, mà hai mắt chỗ sâu trong lại là nhiều rất nhiều hờ hững. Suy suy. Loại kết quả này xuất hiện, dịp bắt cũng không có nhiều ít dao động. Trong miệng phun ra màu đỏ tươi tinh tử, hệ thống, đối cổ nguyệt sử dụng một phần thành phẩm tiến hóa dược tề là ký chủ một đạo màu xanh thẳm sương mù trống rỗng xuất hiện trong chớp mắt liền tiến vào cổ nguyệt hơi thở trung hảo cổ nguyệt về sau ta biến dị giả thú quân đoàn muốn khuếch trương bên trong thiên tài nhân loại cũng ắt không thể thiếu ta còn muốn dùng bọn họ nhanh hơn khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu đến lúc đó từ ngươi tới trưởng quản bọn họ nói chuyện rất nhiều diệp bắt chậm rãi đem đầu dáng ở diệp thị tập đoàn cao ốc mái nhà cổ nguyệt thấy thế tâm hữu linh tê bò tới rồi diệp bắt trên người nắm chặt lấy diệp bắt sống thứ ân diệp bắt ta nhất định sẽ làm tốt cổ nguyệt gật gật đầu tư tư Dây tiếp theo diệp bắt còn lại là mang theo cổ nguyệt nhanh chóng hướng tới cao ốc cái đáy phương hướng di động lại đây lâu đế tất cả đều là diệp thị tập đoàn bên trong công nhân nhóm bùng 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 đương phát hiện diệp bắt lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người lúc sau những người này hai chân mềm nhũng toàn bộ đều bùng bùng quỳ xuống xà bạch xà chúng ta đã hoàn thành vừa rồi chúng ta đã lấy ra đông hải thị cát quan hơn nữa thông qua mạng cục bộ thành công khống chế đông hải thị sở hữu inter tùy thời có thể bắt đầu phát sóng trực tiếp trong đó một người mang theo mắt kính ăn mặc tây trang hai mắt tràn đầy mỏi mệt cùng sợ hãi nam nhân thanh âm run rẩy nói lý duy ghé vào dịp bắt trên người cổ nguyệt đột nhiên mở miệng ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc nàng chỉ là ở dịp bắt tinh thần lực ảnh hưởng hạ Đối biến vị giả thú không hề bài xích, hơn nữa tiếp thu mà thôi. Nguyên bản nhân loại sở có được một ít ký ức, còn có cảm tình, nàng như cũ tồn tại, cũng không quen biết Tony như vậy, hoàn toàn trở thành rối gỗ. Lý Duy, Diệp thị tập đoàn kỹ thuật bộ môn chủ quản, chuyên môn phụ trách kỹ thuật phương diện vấn đề, bản thân cũng là siêu cấp hacker sinh ra, biên trình, hack máy tính, phàm là cùng máy tính tiếp xúc đồ vật, hắn cơ hồ đều là không gì làm không được. Ở tập đoàn trung, Cổ Nguyệt đối hắn ấn tượng phi thường thâm. A à, cổ nguyệt thanh âm quá đột ngột những cái đó ngồi sổng cao ốc gốc diệp thị tập đoàn công nhân nhóm ngẩng đầu khi bọn hắn chú ý tới ghé vào dịp bắt trên người cổ nguyệt sau toàn bộ đều đương trường dạy ra cổ giám đốc ngươi ngươi cổ là là cổ giám đốc đây là có chuyện gì hoảng sợ rất nhiều đám công nhân này nhóm thanh âm sôi nổi run rẩy hỏi đến đặc biệt là lý duy trừng lớn con mắt há to miệng một câu đều nói không nên lời Ta mặc kệ các ngươi trước kia là cái gì quan hệ, nhưng là từ hôm nay trở đi, nếu không muốn chết nói, các ngươi những người này, hoàn toàn nghe theo cổ nguyệt an bài, nàng mặc kệ cho các ngươi làm chuyện gì, đều phải tuân thủ. Được rồi, kế tiếp nói, đem camera mở ra, liên tiếp toàn bộ Đông Hải Thị, ta muốn cùng nơi này thị dân nhóm nói chuyện. Xuy suy, Diệp bắt một chút đều không khách khí. Thanh âm lạnh băng. Từ lúc trước bị vương đông cùng Diệp Sơn bán đứng. Diệp bắt liền rõ ràng một sự kiện. Nhân loại, chỉ cần có cũng đủ ít lợi, bất luận cái gì sự tình đều có thể làm được ra tới. Muốn chân chính khống chế bọn họ, hoặc là chính là sử dụng khổng lồ tinh thần lực, hoặc là liền dùng nhất lực lượng tuyệt đối. Đáp án, từ trước mắt kết quả, liền có thể nhẹ nhàng phát hiện. Đương Diệp bắt thanh âm rơi xuống sau, Lý Duy còn có những cái đó công nhân nhóm, thân thể một cái giật mình, liên tục gật đầu, căn bản không dám lại đi nghỉ nhiều, nhanh chóng mở ra máy tính, mở ra camera, nhắm ngay Diệp bắt. Loại này làm việc hiệu suất, so với lúc trước dịp bắt đương lão bản thời điểm, mệnh lệnh bọn họ làm việc, không biết muốn tăng lên nhiều ít lần. Xà, xà thần. Chúng ta đã chuẩn bị tốt. Cổ giám đốc, có thể bắt đầu rồi, kế tiếp nó nói chuyện thanh âm, bao gồm hình ảnh, sẽ ở toàn bộ đông hải thị truyền bá. Hoàn thành. Đám công nhân này nhóm, cái tráng tràn đầy hãng tin, nhanh chóng nói. Cameras là trải qua điều chỉnh thử. Tiêu cự thay đổi sau, dịp bắt thân thể tuy rằng thật lớn, như cũ có thể đem dịp bắt toàn bộ cấp quay chụp đi vào tư 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 xích xích theo bọn họ bên này thu phục toàn bộ đông hải thị phàm là có màn hình địa phương chỉ cần liên tiếp nguồn điện tất cả đều phát ra tư tư xích 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 thanh âm bên trong không ngừng toát ra một ít bông tuyết mau xem kia khối biển quảng cáo có người muốn nói lời nói nhất định là quốc gia tới cứu chúng ta máy tính trong máy tính mặt có động tĩnh tín hiệu khôi phục ha ha còn có thể cứu chữa khẳng định là quốc gia xuất động thanh âm điểm nhỏ xem bọn hắn nói cái gì đi đừng xảo. Đáng chết. Bị bắt giữ những nhân loại này nhóm, liền phản phất ở vô tận trong bóng đêm, thấy được một tia xúc không thể thành quan điểm, một đám tim đập da tóc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Đến nỗi biến dị giả thú đàn nhóm, phát hiện Đông Hải thì các loại màn hình dị thường sau, cũng sôi nổi dừng lại. Bọn họ ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ càng có rất nhiều ôm xem kịch vui tâm thái. Hy vọng nhân loại không ngừng phản kích, như vậy bọn họ mới có thể có được cuồng cuộn không ngừng đồ ăn. Chi chi trong màn hình bông tuyết còn ở tiếp tục. Chậm rãi, một cái màu ngân bạch bóng dáng xuất hiện. Cơ hồ sở hữu bị bắt giữ nhân loại, tại đây một khắc đều mở to hai mắt nhìn, nhưng, tiếp theo cái nháy mắt, những nhân loại này tâm, nháy mắt liền trầm tới rồi đáy cốc. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Quân đội đâu, cảnh sát đâu? Chẳng lẽ, chúng ta thật sự đều phải chết sao? Tuyệt vọng cảm xúc tùy ý lan tràn. Bởi vì ở những cái đó màn hình lớn trung, xuất hiện căn bản là không phải cái gì nhân loại mà là một cái thật lớn, màu ngân bạch mãng xà. Hơn nữa này mãng xà, không ít người loại đều ký ức khắc sâu, phía trước Diệp Bắc ở Đông Hải thị trong thành thị nhanh chóng di động thời điểm, không biết hủy hoại nhiều ít vật kiến trúc, chế tạo ra tới hủy diệt hiệu quả, thật là đáng sợ. Nhân loại. Sở hữu màn hình đều bình thường biểu hiện lúc sau, Diệp Bắc cũng không dài dòng, lạnh băng thanh âm, thông qua khuếch đại âm thanh khí ở toàn bộ Đông Hải thị vang vọng. Chương 320, nhân loại tiến hóa sóng to triều. Nhân loại. Suy suy, Diệp Bắc mở miệng nói chuyện, chỉ là đơn giản hai chữ, lại là làm vô số bọn tù binh, trái tim đột nhiên nhảy lên. Vốn dĩ những cái đó biến dị lũ giả thú, đều đối này đó màn hình ẩn ẩn có chút lo lắng. Nhưng là nhìn đến bên trong xuất hiện chính là Diệp Bắc sau. Bọn họ lập tức liền trở nên vô cùng cung kính, trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt. Suy suy. Vương Văn Phung tin tử, là Vương. Xem ra này nhân loại thành thị, đã hoàn toàn ở Vương trong khống chế. Trống. Kim sư tử há mồm, phát ra một trận gầm nhẹ. Tám tỷ nhân loại, nơi này mới chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Vương, đây là muốn làm cái gì? Trong lòng có một tiên nghi hoặc. Bất quá, mặc kệ sao lại thế này. Trừ bỏ nhân loại toàn bộ đều nhìn chầm chầm màn hình ở ngoài, này đó biến dị lũ giả thú, đồng dạng cũng là như thế. Xuy suy Diệp bắt phun màu đỏ tươi tinh tử, đương tiến hóa trở thành bạc trắng ti tan mãn lúc sau, hắn giọng nói đã sẽ không lại đã chịu hạn chế, chỉ cần hắn nguyện ý, bất luận cái gì môi giới, đều có thể tiến hành truyền bá. Nhân loại, nói cho các ngươi hai cái tin tức. Đệ nhất, các ngươi là may mắn, từ các ngươi sống sót giờ khắc này bắt đầu, các ngươi sẽ mãi hướng Tân Kỷ Nguyên, trở thành toàn cầu tối ưu tiên tiến hóa kia một nhóm người loại, đứng ở thế giới đỉnh, từ hôm nay trở đi, các ngươi đã từng sẽ bị hoàn toàn vứt bỏ. Không có hòa bình, chỉ có tiến hóa, không ngừng biến cường. Không phải ngươi chết, chính là người khác vong. Đệ nhị, các ngươi sẽ toàn bộ đều từ cổ nguyệt tới quản lý chỉ cần các ngươi có cũng đủ mới có thể, có thể làm ta dùng được đến địa phương, có thể chủ động tìm cổ nguyệt, đến lúc đó nàng sẽ mang các ngươi thấy ta. Nếu thật sự có giá trị, các ngươi sẽ trở thành ta biến dị giả thú đàn trung một viên, vì ta làm việc. Thanh âm lạnh băng. Không có bất luận cái gì cảm tình. Lời này, ở toàn bộ Đông Hải hiệu buông ý vang vọng. Ách! Những nhân loại này nhóm nghe xong, một đám trận mắt há hốc mồm. Nhưng thật ra một ít hai mươi mấy tuổi những người trẻ tuổi kia, ở hoảng sợ rất nhiều, trong ánh mắt xuất hiện hưng phấn thần sắc liễu thành đông hải thị mỗi đại học hạng ba học sinh chi nhất học tập không tốt gia thất giống nhau ở trong trường học mặt thời điểm trước nay đều là nhất không chớp mắt tồn tại bất quá hắn có một cái yêu thích chính là thích đi xem một ít tận thế loại hình tiểu thuyết không có lúc nào là không hề ảo tưởng một ngày nào đó tận thế đã đến chính mình đạt được bàn tay vàng đại sát tứ phương trong trường học mặt xinh đẹp nhất các mỹ nữ vì một nguồn đồ ăn trở thành hắn nô lệ muốn làm cái gì liền làm cái đó nhân tính, luân lý, đạo đức. Tất cả đều hoàn toàn chôn vùi. Thậm chí vì chuẩn bị tận thế, những năm gần đây, Liễu Thành dự trữ trộn dự trữ không ít đồ ăn, càng là ở trong ký túc xá mặt ẩn giấu một ít sắc bén trường đao để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bởi vậy sau khi nghe xong Diệp bắt nói lúc sau, hắn xem như trước hết phản ứng lại đây. Tận thế. Đây là trong truyền thuyết tận thế, cùng trong tiểu thuyết mặt hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta là bị biến dị lũ giả thú thống trị. Không ngừng tiến hóa, không ngừng biến cường, thẳng đến tiến hóa trở thành đỉnh cao nhất, gia nhập biến dị giả thú nhất tộc. Đi ra vũ trụ, tiến vào hoàn toàn mới thế giới. Liễu Thành hưng phấn ngao ngao thẳng kêu, hắn này phân giác ngộ nhưng thật ra tương đương thấu triệt. Mà hắn lời này sau khi nói xong, càng là nháy mắt khiến cho vô số bọn tù binh sửng sốt, theo sau xôn xao chấn động lên. Tận thế, chúng ta nhân loại cũng muốn tiến hóa. Còn có, cổ nguyệt là ai? Đại gia mau xem, hắn phía sau lưng thượng, giống như còn có một người nhân loại màu trắng váy cái kia. Thiên nột, chẳng lẽ này nhân loại, mới là khống chế biến dị lũ giả thú. Nàng là thần linh sao? Liễu Thành đi đầu, ngay sau đó này đó bị bắt giữ các nhân loại sôi nổi mở miệng nói. Vương Văn, Kim Sư Tử, Xuân Hoa Thu Nguyệt, tìm hoang mua vui bọn họ còn lại là thoáng sững sờ. Tinh thần lực lĩnh vực bao trùng. Tuyệt đại đa số bọn tù binh thanh âm, dịp bắt cũng là nghe được. Tận thế. Kỳ thật này cũng tận thế cũng không sai biệt lắm, nhân loại cũng có thể đủ không ngừng tiến hóa đi xuống, trở nên càng cường đại hơn. Nhưng là muốn mở ra cái này đại thời đại, ta yêu cầu thật lớn nhà xưởng, khổng lồ sinh sản tuyến, cùng với xưa nay chưa từng có nhân lực dùng để sản xuất hàng loạt hơn nữa cải tiến tiến hóa dược tề. Sở dĩ nói các ngươi là may mắn, bởi vì ở sinh sản dược tề trung, các ngươi sẽ ưu tiên đạt được. Diệp Bắc tiếp tục nói. Thanh âm bình đạm. Nhưng là lời này, không thể nghi ngờ có xưa nay chưa từng có mê hoặc lực. Có thể sống sót bọn tù binh, hoặc là yếu đuối, trong xương cốt tự ti, hoặc là liền đều là tràn ngập trí tuệ ở ẩn nhẫn. Này hai loại người đối lực lượng khác vọng, tuyệt đối là cường liệt nhất. Như thế nào nghiên cứu tiến hóa dược vật? Thêm ta một cái, ta nguyện ý trả giá sở hữu tiền. Nhà ta vật tư tùy tiện lấy, chỉ cần có thể tiến hóa, làm ta làm cái gì đều được. Ta nghe ngươi. Hết thảy đều nghe ngươi. Ha ha ha. Thật tốt quá. Quả nhiên chúng ta Đông Hải thị dân đã chịu trời cao chiếu cố, chỉ cần thật sự có thể tiến hóa, chết lại nhiều người cũng không quan hệ biến cường, trở nên càng cường. Bị bắt giữ những nhân loại này nhóm thanh âm tương đương kịch liệt. Loại này phản ứng, làm trên đường phố không ít biến dị lũ giả thú đều kinh ngạc thật sự. Phía trước này đó bị bắt giữ các nhân loại, tuy rằng nhìn như thần phục, nhưng là bọn họ trên người ẩn ẩn phát ra sát ý, vẫn là có thể dễ dàng cảm giác được. Hiện tại lại toàn bộ biến mất. Đông Hải thị bị hủy. Vô số người càng là phẫn nộ đến mức tận cùng. Nhưng biết được tiếng hóa sau, bọn họ lửa giận nháy mắt bình ổn thay thế chính là nối tiếp xuống dưới sinh hoạt vô tận hướng tới này chính là nhân loại sao suy suy vương văn phung tin tử đối những nhân loại này nhóm phản ứng hắn xem như hoàn toàn nhìn không thấu yếu đuối ẩn nhẫn tuyệt vọng vì ích lợi cái gì đều có thể hy sinh vì tự thân cường đại liền tính mặt khác mọi người đi tìm chết đều không có quan hệ mặc kệ người thống trị là ai chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ ích lợi bọn họ liền sẽ mừng rỡ như điên ta phát hiện ta bắt đầu lý giải nhân loại có lẽ, bọn họ từ lúc bắt đầu, cũng chỉ là bị một ít nắm giữ quyền lực các nhân loại sở quyển dưỡng lên đáng thương sinh vật mà thôi. Rống rống rống. Kim sư tử như có cảm giác, trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, biểu đạt chính mình ý tứ. Thực hảo. Như thế nào chế tạo tiến hóa dược tề, biến dị con khỉ nhóm sẽ giáo các ngươi. Ta cho các ngươi 10 ngày thời gian, này 10 ngày, chúng ta biến dị giả thú sẽ không lại cắn nuốt nhân loại, mà các ngươi có thể chế tạo nhiều ít, liền chế tạo nhiều ít. Diệp Bắc Thanh âm lạnh lùng xôn sao. Thanh âm rơi xuống thời điểm, trong màn hình diệp bắt bộ gián cắt, biến thành một con khỉ. Con khỉ trên người ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục. Thân cao khống chế ở một M7 tả hữu. Xuất hiện thời điểm, bên cạnh bày đại lượng ống nghiệm, hai mắt càng là tràn ngập cơ trí. Cục ục Đông Hải thị những nhân loại này, nhìn thấy một màn này khi, tất cả đều ụp cục điên cuồng nuốt nước miếng. Một đám trường lớn con mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Bọn họ rõ ràng thật sự, kế tiếp, này chỉ biến dị con khỉ, sẽ giáo hội sở hữu Đông Hải thị dân nhóm chế tạo tiến hóa dược tề tri thức. Mà điểm này, sẽ là bọn họ tương lai có thể sinh tồn đi xuống căn bản. Đương con khỉ nhóm dạy người loại bọn tù binh chế tạo tiến hóa dược tề thời điểm. Một trận phi cơ trực thăng xuyên thấu nồng đậm khói đen, lại xông vào dịp bắt tinh thần lực lĩnh vực bên trong tới.